Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Tin Mới. Các bạn thân mến, nếu như trong quân đội, Hải quân đánh bộ là đơn vị tinh nhuệ, được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại nhất, thì đối với lực lượng công an, đơn vị cảnh sát cơ động được mệnh danh là quả đấm thép trong việc chống khủng bố, bạo động, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn phải trang bị bên mình những khẩu súng uy lực và cực kỳ nhạy bén. Ngay sau đây, mời các bạn khán giả hãy cùng chúng mình khám phá top 6 khẩu súng uy lực nhất đã được biên chế cho đơn vị nằm đấm thép của lực lượng công an Việt Nam nhé. Đầu tiên, hãy cùng chiêm ngưỡng khẩu súng bắn tỉa CZ-750S1M2, một phiên bản mới của dòng CZ-750 của Cộng hòa Séc sản xuất. CZ-750S1M2 được đánh giá là một trong những sát thủ bắn tỉa tốt nhất thế giới hiện nay. Với trọng lượng nhẹ, độ chính xác cao, thiết kế để lắp thêm phụ kiện. Khi chưa lắp đạn thì súng có trọng lượng là 5,8 kg, dài 1220mm, nòng súng dài 660mm, thân súng được làm bằng các vật liệu polymer tổng hợp, vừa để tăng độ bền của súng vừa giảm nhẹ trọng lượng. CZ-750S1M2 được thiết kế đơn giản hóa để tránh sự chuyển động của nhiều bộ phận trong súng, làm ảnh hưởng đến hướng đi của viên đạn, từ đó đảm bảo độ chính xác ở mức độ tối đa khi bắn. Súng sử dụng cơ chế liên đạn kiểu chốt từng viên, đấy là đặc trưng của dòng súng bắn tỉa chính xác cao. CZ-750S1M2 còn được trang bị giá hai chân để ổn định thân súng khi bắn. Báng súng có thiết kế núp vặn để điều chỉnh độ úp má phù hợp cho từng xạ thủ. Ngoài CZ-750S1M2, hiện nay, cảnh sát cơ động Việt Nam còn được trang bị một vài dòng súng bắn tỉa khác với thiết kế hiện đại, tầm bắn xa, chính xác. Trong đó, đáng chú ý phải nói tới khẩu BSR-90, một thành viên khá mới trong kho súng bắn tỉa của Việt Nam, sở hữu những khả năng cực ấn tượng của dòng súng có nguồn gốc từ Đức. Đây là loại súng bắn tỉa bán tự động, hoạt động theo nguyên lý phản lực khối lùi khóa nòng có giữ chậm. Súng có chiều dài là 1230mm, nòng súng dài 650mm. Khi chưa lắp kính ngắm, súng có trọng lượng 7,2kg. Trọng lượng súng tăng thêm gần 1kg nữa lên thành 8,1kg khi có kính ngắm và giá hai chân nhưng chưa có đạn. Súng bắn tỉa BSR-90 bán tự động tập Pakita sản xuất theo giấy phép súng bắn tỉa BSR-1, công ty súng trưởng hàng đầu thế giới của Đức Heckler & Koch. Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thì BSR-90 sử dụng kính ngắm quang học có độ phóng đại 6 lần, tầm bắn hiệu quả 800m với sơ tốc đầu đạn nòng 868m/giây. Hộp tiếp đạn chuẩn nano có cơ số tùy chọn là 5, 10 hoặc 20 viên. Tuy nhiên hiện nay loại súng này được trang bị cho cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam và một số đơn vị đặc biệt trong quân đội. Sức mạnh uy lực thứ 3 hiện đang được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam, đó là khẩu súng bắn góc độc nhất vô nhị Cornershot. Cornershot được nghiên cứu và phát triển vào những năm 2000 bởi hãng Cornershot Holding của Mỹ cùng với sự hợp tác của Trung tá Amos Conner thuộc lực lượng quốc phòng Israel. Cornershot có khả năng tấn công tương tự một khẩu súng trường thông thường. Trong các trường hợp đặc biệt, khi mục tiêu ở trong góc khuất và địa hình phức tạp, xạ thủ có thể bẻ thân súng sang hai bên nhờ phần bản lề giữa thân súng. Điều này cho phép xạ thủ có thể bắn chính xác mục tiêu mà hầu như không để lộ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Mặc dù được xếp vào nhóm phụ kiện vũ khí, tuy nhiên thì tính năng và hiệu quả Cornershot không hề thua kém bất kỳ loại súng hiện đại nào. Đôi mắt của Cornershot là camera hồng ngoại và thiết bị ngắm laser có chức năng quan sát toàn bộ hình ảnh phía trước nòng súng, xác định mục tiêu, xác định đường ngắm và truyền tải hình ảnh rõ nét về màn hình hiển thị. Nó có thể bắn ở mọi hướng, từ trên xuống dưới hay từ phải sang trái và có thể di chuyển qua các vị trí sau vật trắng mà vẫn đảm bảo bắn trúng mục tiêu. Trong điều kiện tương đối hẹp, có nhiều vật che khuất, tầm quan sát bị hạn chế, nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi nơi, thì Cornershot trở thành công cụ hữu hiệu để tiêu diệt mục tiêu, vừa bảo vệ sự an toàn của người lính và dân thường.
Kondratsov cho lực lượng cảnh sát cơ động trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tính cơ động bất ngờ như truy bắt tội phạm của vũ trang, đột nhập giải cứu con tin. Tiểu liên bắn nhanh cũng là loại súng được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam với hai phiên bản của tiểu liên bắn nhanh nổi tiếng MP5, đó là MP5A3 và MP5KA4. MP5 là khẩu súng có uy lực bắn vừa phải, nhưng bù lại, nó có độ giật thấp khi bắn với tốc độ nhanh, nhỏ gọn, nhẹ, tiện hơn. Chính vì vậy, khẩu tiểu liên này rất được các đội đặc nhiệm nổi tiếng trên thế giới ưa dùng, như là đặc nhiệm Hải quân Mỹ Navy SEAL, đặc nhiệm SWAT của Mỹ trên binh pháp JIG, đặc nhiệm GSG-9 của Đức. Phiên bản MP5A3 lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1966 với tên gọi là HK-54. Tên MP5 xuất phát từ Machines Depot 5, súng tiểu liên mẫu số 5. Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thì súng dùng cỡ đạn 9x19mm, tầm bắn hiệu quả 100m, tốc độ bắn là 725-800 phát một phút, có thể lắp thêm đèn chiếu laser điểm đỏ LP1 hoặc cụm kính ngắm tác chiến. Phiên bản MP5KA4 được thiết kế cho phép tính cơ động cao trong một không gian giới hạn và đám đông. Súng có thiết kế nhẹ hơn hẳn so với bản gốc MP5. Trọng lượng súng đạt 2kg, chiều dài là 325mm, cho phép dễ dàng che giấu dưới quần áo. Trong hộp xe, đặc biệt là súng có tốc độ bắn cực cao, lên tới 900 phát một phút. Cơ chế của phiên bản này là vi phạm tác chiến ngắn và số lượng đạn ít. Súng sử dụng hộp tiếp đạn 15 hoặc 30 viên, tầm tác chiến chỉ khoảng 100m. Tuy nhiên thì với yêu cầu của nhiệm vụ thực thi trong không gian hẹp và đòi hỏi tính cơ động cao thì MP5KA4 vẫn là một vũ khí mạnh mẽ tuyệt vời. Việc trang bị biến thể rất hiện đại, MP5KA4 này cho thấy sự đầu tư đúng mức cho lực lượng chấp pháp Việt Nam, biến lực lượng tinh nhuệ này trở thành một trong những lực lượng hiệu quả hàng đầu khu vực. Và giống như các lực lượng chấp pháp trên thế giới, lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam cũng được trang bị súng shotgun. Súng bắn đạn kém, shotgun là loại súng phổ biến với cơ chế bắn ra nhiều mảnh đạn nhỏ hoặc sử dụng đạn đặc biệt với sức công phá lớn. Ở Việt Nam thì shotgun còn là tên gọi khác, nó là súng hoa cải. Do cơ chế bắn đạn tỏa ra như bông hoa cải và được sử dụng nhiều để đi săn từ xưa, ưu điểm của loại súng này trong tác chiến tầm gần đó là hỏa lực cực mạnh. Do đạn cỡ lớn với động năng lớn, súng có thể phá hủy cánh cửa đóng để cho lực lượng tiến vào bên trong hoặc tiêu diệt nhanh mục tiêu nguy hiểm. Phiên bản shotgun phổ biến nhất được nhiều lực lượng cảnh sát trên thế giới sử dụng, đó là shotgun Remington M870, súng được thiết kế và đưa vào sử dụng từ thập niên 1950. Trong chiến trường Việt Nam, các lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ cũng được trang bị loại súng để tác chiến. Ngoài ưu điểm về hỏa lực mạnh, shotgun còn là loại súng có khả năng bắn được nhiều loại đạn như đạn chùm, đạn đặc, đạn tách vỏ, đạn rãnh xoắn, đạn phễu hay đạn cao su tùy theo từng yêu cầu nhiệm vụ. Loại súng được coi là vũ khí mạnh nhất của lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam hiện nay là khẩu đại liên hạng nặng DSHK khi cỡ nòng lên tới 12,7mm, có khả năng bắn xuyên thép 15 ly ở cự ly là 500m. Ra đời trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ không lâu, khẩu đại liên DSHK 12,7 ly là hỏa lực mạnh mẽ và vẫn được sử dụng đến tận ngày nay. Những khẩu đại liên hạng nặng này được gắn lên xe thiết giáp Ram 2000 MK3, súng có trọng lượng là 34kg, chiều dài 1625mm, chiều dài nòng lên tới 1070mm, tầm bắn hiệu quả lên tới 2000m, súng sử dụng dây đạn 50 viên, tốc độ bắn là 600 viên một phút. Ngoài ra thì súng có thể sử dụng thuốc ngắm cơ học, đầu ruồi hoặc là kính ngắm quang học gắn thêm vào súng. Tuy khẩu súng được thiết kế từ những thập niên 1930 từng trải qua nhiều cuộc chiến và đóng vai trò đại liên hạng nặng tiêu chuẩn của Việt Nam trong thời gian dài, DSHK vẫn được coi là khẩu đại liên cực kỳ nguy hiểm. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, hỏa lực của khoảng 100 khẩu súng máy DSHK cùng một số pháo phòng không 37 ly đã giúp cho bộ đội phòng không Việt Nam bắn rơi 62 máy bay các loại của Pháp, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu. Trong kháng chiến chống Mỹ, đại liên DSHK đã phát huy hiệu quả khả năng tiêu diệt các loại trực thăng bay thấp, góp phần làm phá sản chiến thuật trực thăng vận của quân đội Mỹ tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Hiện nay, khẩu đại liên này vẫn đang chinh chiến tại nhiều điểm nóng trên thế giới, phục vụ cho các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ, Latin và Ukraine.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng chiêm ngưỡng top 6 loại súng uy lực nhất trong biên chế của lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam hiện nay. Các bạn khán giả ấn tượng với khẩu súng nào nhất? Và ngoài những cái tên này thì các bạn còn biết những khẩu súng uy lực nào khác mà tin mới chưa đề cập đến? Hãy bổ sung giúp chúng mình trong phần bình luận bên dưới, chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Còn video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho tin mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc là bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của tin mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.